chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. 30 lính Ukraine và bệ phóng HIMARS tan tành trước tên lửa Nga. 4 tên lửa Iskander của Nga đã tấn công trực tiếp vào các thiết bị quân sự của Ukraine, phá hủy ít nhất 3 bệ phóng HIMARS và 2 hệ thống MLRS. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 30 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Những thiết bị này, vốn được Mỹ tài trợ, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và phản công của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công là một đòn giáng mạnh vào khả năng tác chiến của Ukraine khi các hệ thống vũ khí hiện đại bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một bước leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hôm 28 tháng 11, Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công bao gồm khoảng 90 tên lửa các loại cũng như hơn 100 máy bay không người lái và nhắm vào tổng cộng 17 cơ sở. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Vladimir Putin cùng ngày cho hay, sức mạnh tấn công của tên lửa đạn đạo Oresnik mới của Nga tương tự như một vụ va chạm thiên thạch. Ông Putin nói thêm rằng, vũ khí siêu thanh này có khả năng tấn công cả các mục tiêu kiên cố. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ở thủ đô Astana, Kazakhstan, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow hiện sở hữu những tên lửa như thế và bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống vũ khí tiên tiến này. Ông nói, sức công phá giống như một thiên thạch rơi xuống. Chúng ta đều biết trong lịch sử nơi các thiên thạch rơi xuống và hậu quả là gì, những hồ nào đã được hình thành. Ông Putin không giải thích thêm, nhưng một trong những miệng núi lửa được hình thành trong vụ va chạm thiên thạch lớn nhất thế giới là hồ Manicouagan ở Canada, có cấu trúc nhiều vòng với đường kính lên tới khoảng 100 km, đường kính vòng trong của nó là khoảng 70 km. Hệ thống Oresnik cũng có hàng chục đầu đạn tự dẫn có khả năng tấn công mục tiêu trong khi di chuyển nhanh hơn 10 lần so với tốc độ âm thanh. Tổng thống Putin nói rằng một cuộc tấn công lớn bằng những tên lửa như vậy sẽ tương đương với một vụ nổ hạt nhân. Bất cứ thứ gì nằm trong trung tâm cuộc tấn công đều bị xóa sổ thành các hạt nguyên tố, biến thành bụi. Ông Putin cảnh báo quân đội Nga đang lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công tiềm năng bằng Oresnik. Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu Ukraine tiếp tục dùng tên lửa tầm xa phương Tây bắn vào Nga, thì Moscow sẽ trả đũa bằng Oresnik. Ông Putin tuyên bố, những mục tiêu này có thể bao gồm các trung tâm ra quyết định, cũng như các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Ông Putin tuyên bố, Nga sản xuất được tên lửa vượt trội hơn nhiều so với phương Tây. Theo ông, tên lửa Oresnik tất nhiên là hiện không có đối thủ nào trên thế giới và sẽ không có đối thủ nào xuất hiện trong thời gian tới. Ukraine làm nhiễu đôi mắt của S-400, Nga nổi cơn thịnh nộ, đáp trả khốc liệt. Lực lượng Ukraine gần đây đã vô hiệu hóa radar 64N6, một thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga, theo Army Reconnaissance. Radar nói trên được cho là bị phá hủy bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Army Reconnaissance không đề cập thời điểm xảy ra sự việc. Radar 64N6, biệt danh Necrobite, bia mộ, là thiết bị giám sát 3 chiều mạnh mẽ, có thể phát hiện các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở nhiều cao độ và tốc độ khác nhau, kể cả các mục tiêu khó phát hiện. Radar này được ví như đôi mắt của hệ thống tên lửa S-300 và S-400, giúp phát hiện mục tiêu từ xa trước khi các tên lửa trong hệ thống có thể khai hỏa. Vì thế, việc tổn thất radar 64N6 có thể làm suy yếu năng lực của Nga trong việc phát hiện và đối phó từ xa trước các mối đe dọa trên không. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa sau khi Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Theo thông cáo hôm 28 tháng 11, Nga đã tấn công các vị trí phóng tên lửa ATACMS và các cơ sở có sự hiện diện của cố vấn nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine. Các cuộc tấn công này được cho là để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và ATACMS của Mỹ để tấn công khu vực Bryan và Kursk. Cụ thể, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng khoảng 90 tên lửa các loại và hơn 100 máy bay không người lái. Các cuộc tấn công này nhắm vào 17 mục tiêu quan trọng, gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống hạ tầng phục vụ quốc phòng của Ukraine. Trước đó, hôm 25 tháng 11, Nga cũng tuyên bố phá hủy 5 bệ phóng tên lửa ATACMS tại tỉnh Sumy của Ukraine
bằng 4 tên lửa Iskander. Các cuộc tấn công này cũng phá hủy 3 hệ thống HIMARS, 2 hệ thống LMAS. Ngoài ra, Nga cũng thông báo đã tấn công một trung tâm chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ Kraken tại Kharkiv. Một cuộc tấn công khác vào Odessa đã phá hủy trung tâm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine, theo đài RT. Xuất kích Tu-95MS, Nga khiến Ukraine không kịp trở tay. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dồn dập vào Ukraine, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi các cuộc không kích và tên lửa liên tiếp nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Vào rạng sáng ngày 28 tháng 11, lực lượng không quân Ukraine đã ghi nhận sự xuất hiện của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga xuất phát từ sân bay Olenia thuộc vùng Murmansk. Ban đầu, quân đội Ukraine báo cáo rằng có 4 chiếc Tu-95MS đang hoạt động, nhưng con số đó sau này được xác nhận là 7 chiếc. Các máy bay này đã bay theo hướng Đông Nam, một hành động cho thấy chiến lược tấn công mạnh mẽ của Nga trong thời gian qua. Cùng ngày, cảnh báo không kích đã được kích hoạt trên khắp lãnh thổ Ukraine. Các thành phố lớn như Odessa, Kropivnitsky, Kharkiv, Rimni, Lutsk đã phải hứng chịu những tiếng nổ lớn vào sáng 28 tháng 11. Tên lửa cũng được phát hiện hướng về Kharkiv, Odessa và 8 khu vực khác. Các mảnh vỡ tên lửa đã được tìm thấy tại hai địa điểm ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn tất cả các tên lửa bắn vào thủ đô. Mặc dù thiệt hại tài sản là không thể tránh khỏi, nhưng may mắn là không có thương vong. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã thông báo với người dân về tình hình và kêu gọi họ ở lại trong hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Ngoài thủ đô Kiev, các khu vực khác như Sutka thuộc vùng Sumy cũng bị tấn công. Chính quyền quân sự khu vực cho biết các cơ sở hạ tầng tại đây đã bị hủy hoại do những đợt tên lửa liên tiếp. Cơ sở hạ tầng điện cũng là mục tiêu của cuộc tấn công, khi Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuchenko thông báo rằng các cơ sở điện bị tấn công dữ dội. Urenergo, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp ở nhiều khu vực, bao gồm Kiev, Odessa, Dnipro và Donetsk, khi nhiệt độ trên khắp đất nước giảm xuống gần mức đóng băng. Ít nhất có 1 triệu người đã bị mất điện trong đợt tấn công này. Các chuyên gia trong ngành năng lượng cho biết Nga đã sử dụng đạn chùm trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. The Guardian trích lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng cuộc tấn công này là một sự leo thang mới với sự tham gia của khoảng 100 máy bay không người lái và 90 tên lửa. Tổng thống Zelensky đã gọi đây là một đòn đánh mạnh mẽ vào Ukraine và khẳng định rằng Nga đang sử dụng mọi phương tiện để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Trong khi đó, quân đội Nga cũng không ngừng gia tăng sức ép tại nhiều khu vực chiến lược của Ukraine. Các khu vực như Velikaya, Novozhloka, Kurakovo, Poros và Kupiansk đã chứng kiến các đợt tấn công liên tiếp của lực lượng Nga. Chuyên trang quân sự Aviapro dẫn nguồn tin cho biết các đơn vị Nga đang gia tăng áp lực lên các vị trí quân đội Ukraine ở gần Velikaya, Novozhloka thuộc vùng Donetsk. Khu vực này được xem là một điểm quan trọng chiến lược để Nga có thể tiến xa hơn về phía Nam. Do đó, Moscow đang tìm cách củng cố quyền kiểm soát khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!